năm nào cũng chép đồng đã là ngon rồi. Ừ rồi ơi. Rồi rồi ok ok. Rồi rồi nhận. Con này mấy cân? Con này 3 cân. Dạ 3 cân hết thế nào được cháu ơi. Đấy, thấy tay cơ của chú chưa? Đây các bạn nhá, thử tay cơ mới này. Thiểu thiểu thiểu, phát đầu tiên đã có thiểu rồi. Đấy. Cân thủ mới. Đấy, sộp đấy, lên luôn. Quá đỉnh. Ông bên này không có đâu cậu. Ra thôi ông sâu. Ông sâu này thôi, ông đấy mấy sáng toàn 3-4 thằng đuổi cá con cạm con nào. Cứ sâu này mà diễn này. Tầm này nó phải 3-4 kích các bạn ạ. Chứ một kích này nó vẫn dù được nó chạy mất. Các bạn xem, chờ xem đợt này có lên con chấm đen nó. Đang kỳ vọng vào tay kích mới. Tay kích đến từ Bắc Giang. Chép chép con đấy. Nhảy cả con. Đây, dồn nó góc à. Hy vọng sẽ lên cơ số. Tình hình này nghe là hơi chậm rồi. Ăn nhau phát cuối rồi. Sộp rồi. To chạy mạnh lắm.
Đây lên con gì đây? Mất rồi. Đâu nhanh hồi thế nhỉ? Đâu, chắc sụp. Đâu, sao thấy rồi. Chép à? Chép nhỏ. Năm nạng. Năm nạng chép đồng nữa là ngon rồi. Ui, mày nhìn này. Ừ, giời ơi. Chưa? Rồi rồi, ok. Rồi rồi, nhận. Con này mấy cân? Con này 3 cân. Vậy là 3 cân hết thế nào được cháu ơi. Vậy thấy tay cơ của chú chưa? Rồi rồi rồi. Ôi dồi ôi, các bạn ơi. Một tay. Một tay nó bắt hơi lặng. Ôi giời ơi. Lên lên. Lên 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 lên. Đây nhá. Ui, ngang cổ. Thế là cần thủ Bắc Giang đã được một con gần 4 cân. Con này 3 cân hết nào. Con đấy theo mẹ nó to giờ nó phải gần nhất dọc. Trời đang chuẩn bị mưa các bạn ạ. Tầm này là chúng nó không chạy khỏe nữa rồi. Chúng nó không chạy khỏe nữa rồi. Còn sáng nó vù vù. Đây bắt đầu xuống cái lạch sâu. Ui chép đấy. Ui xa. Cho các bạn xem lại con cá nhé. Mình nó đeo ngang cổ đây, lặn. Nếu lặn là lên bỏ. Bỏ thế nào thôi, phải cứ đi tiếp đi. Giờ lên bỏ mệt lắm. Hay thả nó ra. Bắt đầu phóng sinh đi. Phóng sinh ra sông. Thả 2-3 ông công táo. Đây các bạn nhá, cái đồng tháo nước ấy cạn để dân người ta cấy ấy, chứ không phải cá thả đâu nhá. Là những con chép khổng lồ. Rồi ok. Độc đi theo cũng mệt quá các bạn ạ. Nước trong bang này các bạn nhá, nhưng mà chỉ đến đùi gối thôi. Thực ra cái dọc này rất nhiều cá nha các bạn ạ. Con thủ lính đã đi tiếp về đằng kia. Cháu nhìn thấy động động ở đấy phải không? Thấy không? Tập này nó rút cỏ đấy. Ê, được con chiếc toàn bàn tay. Chiếc bàn tay à? Rồi ok. Lại được một em chiếc nữa. Giếc đột biến các bạn ạ. Giếc đột biến. Nhưng 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 nhưng
nhưng các bạn ạ. Đấy, cá mè Vinh. Cá này mới là cá ngon, cá chuẩn. Chuẩn cá, cá sông. Tầm này là các chú cá là bị hoảng hết rồi. Toàn dựa thôi. Đây! Đây! Nó đây! Đây đây! Con này không chạy được! Bắt! Rồi! Ơi! Nhanh! Đây! Rồi! Lên đâu được? Thiện xạ đấy! À. Úi xưa! Thiện xạ đấy! Kẹp sông đấy các bạn ơi, có chót chưa? Chạy đi đâu có phát được không? Chạy đâu cho khỏi cái chai đất này. Một cú cua gấp rất tuyệt vời. Trên đây có con à? Đi gần chỗ sườn sườn cỏ cậu. Đấy, hôm nay các bạn được một cái video rất tuyệt vời. Còn tiện xạ từ Bắc Giang. Đến từ quê hương Quỳnh Sơn. Đây, cần cao thủ quýt. Ok. Ở kia có ông anh đang bảo là có con chép ở đấy này. Có chỗ nào em ơi? Có không? Đấy, con đuổi bắt chân này. Con gì đấy? Con cá chê. Ở đây ta chỉ có cá chê. Sườn ba này chỉ cá chê thôi. Không. Giáo đâu vẫn giúp mà. Đấy đấy. Cháu ướt ướt mai cả máy của chúng của cháu ấy rất ẩm vã. Kia là Quỳnh chơi cần này nghe mỏi tay phết đấy, mỏi tay cần này nặng nặng quá cháu. Vâng không quấn kiểu béo mẹ nó chạm vào đùi nó cứ giật giật. Đây đây, cái chỗ đấy nó hơi bị hở, nó bị ướt, dây nó cũng kém rồi. Vẫn thế thế thế. Đây nó cũng kém. Nắm tôm nhỉ? Nắm tôm cả. Chưa đến 10 phút đã được hai chép, một em khủng long. Đấy, có con nào? Có nào nhiều hơn ở trong con ở đấy không? Trên này thì không có cá hơn rồi, nó chỉ thầm thoi thoai thôi. Biết đâu được. Hôm kia quên không vớt hộ con cá lên. Ê! Em ơi! Đưa tiền quay lại đây lấy mấy con cá lên sống chết mẹ. Đưa tiền đây mang ăn cá lên sống. Là vứt đi. Ui, tép chưa? Quá trời tép. Trắng xóa. Trắng xóa luôn. Tính tép sạch. Ôi giời, trời ơi. Trên này hầu như không có con thỏ. Cứ đi thẳng chỗ này không lên cái mương kia, lên cái xe máy ấy. Đó. Đây các bạn nhá, sang một cái cánh đồng bên này.